Thế giới này, mỗi người đều có thể quyến thuộc chủng tộc của mình, trở thành thần linh. Mà dưới trướng của tôi, rõ ràng có ngàn vạn chủng tộc đại quân, nhưng các bạn học lại cười nhạo tôi là đồ bỏ đi, chỉ vì chủng tộc của tôi là loài châu chấu rác rưởi nhất, chẳng có tác dụng gì ngoài việc sống tốt hơn lợn. Gia quyến của người khác không phải lôi tước thì cũng là lang kỵ binh, tệ nhất cũng là đội quân goblin. Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ trở nên nổi bật, lại kinh hỉ phát hiện mình có được thiên phú biến thái, sinh mệnh hiến tế. Thiên phú này có thể hiến tế sinh vật để đổi lấy sản phẩm có giá trị tương đương. Và một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu tôi, với khả năng sinh sản khủng khiếp của châu chấu, sinh mệnh hiến tế có thể không cất cánh sao? Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu một cuộc bạo loạn ngày đêm, dùng 200.000 tín ngưỡng lực, phóng thích thiên phú tăng tốc tăng trưởng. Chỉ trong 14 ngày, 20 triệu ấu trùng đã nở, một nửa trong số đó đã đi vào giai đoạn trưởng thành và đẻ hơn 50 triệu quả trứng. Đồng thời, số lượng châu chấu tăng lên, tín ngưỡng lực cũng theo đó tăng lên. Mà tôi vẫn đem tín ngưỡng lực toàn bộ đầu nhập vào trong tăng tốc sinh trưởng. Chẳng mấy chốc, số lượng châu chấu trưởng thành đã lên tới 2,5 tỷ con. Tôi bắt đầu hiến tế sinh mệnh của chúng, trong nháy mắt, một pháp trận huyết sắc khổng lồ hiện lên trong thần vực, và tôi chỉ giữ lại 10 triệu con trưởng thành để duy trì chủng tộc. 2,4 tỷ châu chấu còn lại được đem hiến tế. Chỉ thấy vô số sinh mệnh năng lượng nhỏ nhập vào trong pháp trận. Khi trận hiến tế kết thúc, trước mặt tôi xuất hiện 3 lựa chọn. Sản phẩm chính thức hiến tế đổi lấy lần này. Lựa chọn 1, 10.000 chiến binh goblin. Lựa chọn 2, con mắt sinh mệnh, không ngừng tuôn ra nước suối sinh mệnh để nuôi dưỡng sinh mệnh, cải thiện môi trường xung quanh. Lựa chọn 3, thánh vật cấp 1, bạo liệt chi tâm, sau khi dung nạp vào hạch tâm thần vực, có tỷ lệ nhất định sinh ra quyến tộc có hạch tâm ẩn chứa bạo liệt chi lực. Thấy vậy, tôi quyết định chọn lựa chọn 3. Trong thoáng chốc, một cỗ bạo liệt chi lực lan tràn trên người tất cả hạch tâm quyến tộc. Chỉ thấy trong 10 triệu châu chấu còn lại, có một bộ phận châu chấu bên ngoài cơ thể sinh ra hoa văn đỏ rực, kích thước cũng tăng gấp đôi. Thấy vậy, tôi bắt một con châu chấu tự bạo lại ra lệnh cho nó tự bạo. Theo một tiếng ầm, châu chấu tự bạo cũng nổ tung, mà uy lực đại khái giống như một khẩu đại pháo. Chỉ uy lực này tuyệt đối không nổ chết một gã người lùn bình thường. Nếu đem số lượng trồng chất lên, có lẽ có thể được. Còn chưa đầy 8 tiếng nữa là phải đến trường, đổi thành thời gian trong thần vực cũng chính là không đến 4 tháng. Vì vậy một lần nữa, tôi phát động khả năng tăng trưởng để thúc đẩy sự sinh sản của châu chấu. Trong nháy mắt, thần vực đã qua 4 tháng, cùng lúc đó, chuông lớp vang lên. Tôi được dịch chuyển trực tiếp đến chỗ ngồi trong lớp. Trong phòng học, mọi người vừa nói vừa cười, trao đổi tình huống trong thần vực. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp đi về phía tôi. Cô gái này tên là Tần Sảng, hai tay nàng chống nạnh thần thái cao ngạo nói: "Nhị tổng, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Làm nô lệ của tôi hứa sẽ không ai bắt nạt cậu cho đến khi cậu tốt nghiệp trung học." Nghe xong, tôi quyết định từ chối, mà Tần Sảng sau khi bị cự tuyệt, nổi giận đùng đùng trở lại chỗ ngồi. Cùng lúc đó, trong phòng học đi vào 3 nam sinh, dẫn đầu chính là Trương Bân, bá chủ thường xuyên khi dễ tôi. "Nhị tổng, ngươi đã chuẩn bị 100 thần lực chưa? Đưa ra đây, đừng bắt chúng ta phải làm, nếu không sẽ đánh nát hạch tâm thần vực của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không có ngày nổi lên." Tôi ngẩng đầu nhìn ba người, muốn thần lực, một chút cũng không có một mạng này, các ngươi muốn hay không? Lời này vừa nói ra, Trương Bân cả kinh, ngày xưa nhị tổng bị bắt nạt đều im lặng, sao hôm nay lại cứng rắn như vậy? Trương Bân lúc này chợt cảm thấy tức giận. "Ta thấy ngươi không muốn sống nữa, có tin hay không? Ta chỉ huy đội quân người lùn của ta, công phá thần vực của ngươi, đập nát hạch tâm thần vực của ngươi." Trương Bân tỏ vẻ uy hiếp. Nghe xong tôi cũng không yếu thế, trực tiếp bảo hắn có bản lĩnh thì tới. Trương Bân bị chọc giận, trực tiếp kích hoạt thẻ xâm nhập với tôi. Trong nháy mắt, thẻ xâm nhập hóa thành một đạo quang mang, chiếu vào trên người tôi. Ngay sau đó, ý thức của tôi liền bị cưỡng ép đưa vào trong thần vực của mình. Thẻ xâm nhập mà đã khóa mục tiêu, sẽ sinh ra một cánh cửa truyền tống không gian trong mục tiêu thần vực, từ đó thực hiện xâm lấn giữa các thần vực. Giờ phút này tôi có thể nhìn thấy, ở khu vực hoang mạc của thần vực, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện, sau đó từ trong cửa truyền tống, đi ra một chi quân đoàn người lùn. Trương Bân ở trên không trung của quân đoàn người lùn hét lớn: "Nhân danh thần người lùn, ta ra lệnh cho các ngươi, quân đoàn người lùn của ta, hãy tiêu diệt lũ châu chấu yếu ớt kia, phá hủy hạch tâm của mảnh thần vực này." Quân đoàn người lùn được Trương Bân ra lệnh, tinh thần lên đến đỉnh điểm. Lúc này các học sinh nhao nhao thông qua thiết bị phụ trợ thần minh đổ bộ, tiến vào hình thức quan chiến. Nhìn kìa, phía trước nhất trong quân đoàn người lùn là một sinh vật tinh anh, không ngờ đã sinh ra tinh anh sinh mệnh thể rồi. "Nhị tổng lần này chắc chắn là xong đời rồi." Quan điểm của các học sinh gần như nghiêng về một phía, không ai trông chờ vào tôi cả. Và giờ đây, thân ảnh thần thánh của tôi đang lơ lửng trên bầu trời, phía dưới có rất nhiều châu chấu bay múa. Sau 4 tháng nuôi cấy, châu chấu sinh sản trong 2 thế hệ, chỉ riêng số lượng châu chấu bình thường đã lên tới hơn 9.000 vạn, tự bạo châu chấu tinh anh sinh mệnh thể càng là có hơn 200.000. Tôi đã ra lệnh cho châu chấu tự bạo tấn công quân người lùn. Trong nháy mắt, tự bạo châu chấu từ trong bầy châu chấu bình thường bay lên, tụ tập thành một đám mây đỏ. Đám học sinh quan sát đều kinh ngạc kêu lên: "Nhìn kìa, những con bọ bay màu đỏ đó là gì?" Trương Bân còn chưa kịp ra lệnh, chỉ thấy châu chấu tự bạo lao xuống như mưa. Trong thoáng chốc, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, khói mù nổi lên bốn phía. Đợi sương khói tản đi, Hình ảnh hiện trường khiến các bạn học quan sát cuộc chiến kinh hãi không thôi. 5.000 người lùn đã bị nổ tung chết ngay tại chỗ. Những người lùn còn sống sót đều bị thương không nhẹ. Người lùn tinh anh sinh mệnh thể cầm đầu, mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng còn hơn 50.000 con châu chấu tự bạo trên không trung. Trương Bân thấy thế luống cuống truyền đạt thần dụ, kêu gọi người lùn sống sót trở về lại thần vực. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua cho Trương Bân, tôi dựa vào bản năng châu chấu biết bay, trực tiếp ra lệnh cho châu chấu trong thần vực xuyên qua cửa truyền tống, xâm lấn thần vực của Trương Bân. Hơn 9.000 vạn châu chấu bình thường như hắc sắc phong bạo, trong nháy mắt xông vào cửa truyền tống, phá hủy tất cả những gì Trương Bân có thể nhìn thấy trong thần vực. Nơi châu chấu đi qua, không còn một cọng cỏ nào. Lúc này Trương Bân nhìn đến tim đều đang rỉ máu, vội vàng hướng tôi quát mắng: "Mau ra lệnh cho quyến tộc của ngươi cút khỏi thần vực của ta." Nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ tiếng gào thét của hắn, ngược lại là khống chế châu chấu tự bạo, đi bổ một đao cho những người lùn chưa chết kia. Trương Bân thấy thế trực tiếp nóng nảy: "Ta nhận thua, đưa châu chấu của ngươi ra khỏi thần vực của ta, hãy để quyến tộc của ta trở về." Tôi chỉ cười nhạt nói: "Ngươi không phải muốn đánh nát hạch tâm thần vực của ta sao? Đã như vậy ta ngược lại đánh nát hạch tâm thần vực của ngươi cũng là chuyện đương nhiên." Trương Bân cả giận nói: "Ngươi, nếu ngươi thực sự làm vậy, cha mẹ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cha ta là Á Thần, mẹ ta cũng sắp được thăng chức thành Á Thần. Ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của họ." Giờ phút này trên mặt tôi cười lạnh càng sâu, nói như thể ta đã bỏ qua cho ngươi, họ sẽ tha thứ cho ta vậy. Sau đó tôi trực tiếp truyền thần dụ cho châu chấu quyến tộc: "Bằng mọi giá, đập nát hạch tâm của hắn cho ta." Trong nháy mắt, một lượng lớn châu chấu phát động công kích vào hạch tâm thần vực, cho dù có đâm đầu chết trên đó cũng không tiếc. Hành động này khiến Trương Bân sợ hãi, nếu hạch tâm thần vực vỡ vụn, sẽ không bao giờ được thăng chức Á Thần, không thể nuôi dưỡng quyến tộc, cả đời chỉ có thể làm một sinh vật thần tính không có ngày nổi lên nữa. Mà đúng lúc này, một đạo Á Thần hóa thân xuất hiện ở trên không thần vực. Đây chính là chủ nhiệm lớp, Lưu Nhạc Thiên. "Nhị tổng, dừng lại đi, cậu đã thắng rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt." Lúc này trên mặt Trương Bân hiện ra một tia hy vọng, dù sao chỉ cần hạch tâm thần vực của hắn không phá, hắn có thể khôi phục thần vực Đông Sơn tái khởi, một lần nữa báo thù. Nhưng tôi không quan tâm đến lời của chủ nhiệm lớp, mà là tiếp tục để châu chấu tấn công vào hạch tâm thần vực của Trương Bân và chất vấn chủ nhiệm lớp: "Tại sao ta bị Trương Bân đánh? Khi bị bắt nạt tống tiền, ông không bao giờ xuất hiện, là thấy ta dễ bắt nạt sao?" Nghe xong, sắc mặt Lưu Nhạc Thiên tối sầm. Mặc dù ông ta biết tôi bị bắt nạt, nhưng ông ta không quan tâm, bởi vì tôi không có cha, không có mẹ, giúp tôi chẳng được ích gì. Mà cha của Trương Bân là Á Thần, mẹ hắn sắp được thăng chức Á Thần. Lưu Nhạc Thiên đương nhiên phân rõ nên đứng ở bên nào. "Dừng lại đi, tôi sẽ giải thích cho cậu." Nghe vậy tôi cười lạnh nói: "Nếu hôm nay người bị công kích hạch tâm thần vực là ta, ông sẽ đứng ra ngăn cản chứ?" Sau đó tôi ra lệnh cho châu chấu tấn công. Theo tiếng vỡ vụn của hạch tâm Trương Bân vang lên, thần vực của hắn lập tức sụp đổ hóa thành vài mảnh nhỏ. Lúc này sắc mặt Trương Bân tái nhợt ngồi phịch xuống đất, không có thần vực, hắn cả đời không thể thăng cấp Á Thần, chỉ có thể cả đời biến thành phế vật. Sau khi lấy đi mảnh vỡ, tôi đã trốn học và trở về nhà. Mặc dù trận chiến này đã giành được thắng lợi, nhưng tôi biết người cha Á Thần của Trương Bân hơn phân nửa sẽ tìm đến trường học gây chuyện. Đến lúc đó, trường học bị áp lực của Á Thần, nhất định sẽ giao tôi ra cho cha Trương Bân xử lý, cho nên bây giờ tôi phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Lập tức tôi lấy mảnh vỡ thần vực của Trương Bân ra, đem nó dung nhập vào trong hạch tâm thần vực của mình. Trong nháy mắt, diện tích thần vực của tôi mở rộng tới 260 km, hạch tâm thần vực cũng tăng lên tới cấp 2, hơn nữa còn đoạt được thánh vật cấp 1 của hắn, Ải Nhân Chi Chùy, nhưng nó chỉ có tác dụng với quân đoàn người lùn. Thế là tôi đăng nhập vào trang web giao dịch của thần, và để có thể đổi lấy thánh vật có lợi cho mình, tôi đã đánh dấu đặc biệt trước khi đặt chùy của người lùn, yêu cầu trao đổi thánh vật liên quan đến phát nổ. Không bao lâu tôi liền trao đổi được một kiện, tên là Dung Nham Hỏa Tinh thánh vật cấp 1. Tác dụng của nó có thể tăng cường tính nhẫn nại của quyến tộc hỏa nguyên tố và tăng sức mạnh của vụ nổ. Ngay khi đem Dung Nham Hỏa Tinh nạp vào hạch tâm thần vực, trong nháy mắt một trận hỏa diễm lực bao phủ trên người tất cả châu chấu, và 1 trên 1.000 con châu chấu đã biến đổi. Sau khi châu chấu bình thường biến dị, tính chịu nhiệt độ cao tăng lên. Sau khi châu chấu tự bạo biến dị thì trực tiếp tiến hóa thành châu chấu bạo tương. Không chỉ sức sát thương của vụ nổ giống như một quả lựu đạn, hiệu ứng phun trào mắt ma trong vụ nổ có thể gây chết người trên diện rộng. Thấy vậy tôi lập tức hạ quyết tâm, đúng rồi, nếu tôi có thể có 10 triệu con châu chấu bạo tương, tôi có thể đi ngang cả trường. Cùng lúc đó, phòng giáo dục của trường, cha của Trương Bân là Trương Cương tức giận nói: "Con trai ta hiện tại hạch tâm thần vực bị phá vỡ, không có khả năng tái tạo. Hôm nay nhà trường phải cho ta một lời giải thích." Chủ nhiệm Hứa Mai ở một bên giải thích: "Theo như chúng tôi biết, cuộc xâm lược này là do con trai ông Trương Bân gây ra. Hơn nữa bạn Trương Bân ngày thường còn nhiều lần bắt nạt bạn học." Trương Cương nghe vậy liền đứng dậy, khi thế Á Thần cũng theo đó mà đến. "Thế nào, ý cô là con trai ta hạch tâm thần vực bị phá vỡ, hoàn toàn là do gieo gió gặt bão, nhà trường không có trách nhiệm à?" Mặc dù Hứa Mai cũng là Á Thần, nhưng chuyên ngành của cô là hỗ trợ hậu cần, phương diện khí thế kém Trương Cương khá xa. "Ông Trương, ý tôi không phải vậy. Nhằm vào sự cố phá vỡ hạch tâm thần vực của bạn học Trương Bân, nhà trường quyết định bồi thường 100 triệu thần lực." Trương Cương mặc dù nghe được có bồi thường nhưng vẫn không thỏa mãn, không đủ, thằng nhóc đó phải bị đuổi học. Lúc này Hứa Mai nhướng mày, nếu ông ta đưa ra yêu cầu này, trước khi Hứa Mai biết DEC châu chấu tự bạo của nhị tổng thì cô sẽ đuổi học ngay, nhưng giờ việc của nhị tổng đã lan truyền khắp lớp, điều đó khiến hầu hết các giáo viên nghĩ nhị tổng là một thiên tài. Hứa Mai sau khi suy nghĩ mấy giây, liền trả lời như đinh đóng cột, "Thứ lỗi cho tôi vì không thể đáp ứng yêu cầu của ông Trương." Trương Cương nghe vậy đành phải lùi bước, "Hứa chủ nhiệm, tôi có thể chấp nhận trường học không nghiêm trị, nhưng với tư cách là nạn nhân, tôi có một điều kiện. Tôi sẽ phái một tiểu đội 1000 người xâm chiếm thần vực của hắn, cho dù kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ không so đo nữa. Nếu như ngay cả chút yêu cầu nhỏ này, trường cũng không đáp ứng ta, vậy thì đừng trách ta bất chấp thể diện của trường học mà tự mình ra tay." Tuy rằng tiểu đội 1000 người nghe không nhiều lắm, nhưng đây là một tiểu đội 1000 người của Á Thần, cường độ của nó tuyệt đối không thể so sánh với một tay mơ mới mở thần vực không lâu như Trương Bân. Thấy thái độ kiên quyết của Trương Cương, Hứa Mai bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Trong khi đó, sau nhiều lần tôi tăng tốc khả năng phát triển, châu chấu trong thần vực đạt tới số lượng khổng lồ kinh người, ngoài ra còn có gần 100 tỷ trứng châu chấu đang chờ nở. Ngay khi tôi chuẩn bị sinh mệnh hiến tế một lần nữa, chủ nhiệm Hứa Mai xin gọi điện thoại, sau vài phút nói chuyện, tôi đã hiểu được mọi chuyện. Để tăng nhanh thực lực của mình, chuẩn bị nghênh chiến, tôi trực tiếp mở lần sinh mệnh hiến tế thứ hai. Trong nháy mắt, huyết sắc pháp trận khổng lồ hiện ra, 48 ức châu chấu bình thường hóa thành năng lượng sinh mệnh tràn vào trong pháp trận. Chẳng mấy chốc trước mắt tôi lại xuất hiện 3 lựa chọn. Lựa chọn 1, thánh vật cấp 1, huyết sắc ma đồng, có một tỷ lệ nhất định sinh ra một quyến tộc hạch tâm có huyết đồng. Huyết đồng có thể nâng cao thị lực của vật chủ, sau khi nhìn thấy máu, kích thích trạng thái cuồng bạo sơ cấp. Lựa chọn 2, kỹ năng cấp 1 tinh thạch hỏa cầu, có thể khiến cho quyến tộc hạch tâm nắm giữ sơ cấp hỏa cầu thuật. Lựa chọn 3, Trảm Thiết Kiếm Phong, sinh mệnh thể anh hùng kiếm phong tộc. Hai lựa chọn đầu tiên rất tốt, nhưng cân nhắc đến ngày mai là đối chiến với cấp Á Thần quân đoàn 1000 người, chỉ dựa vào châu chấu yếu ớt thì không được. Vì thế tôi lựa chọn hạng mục thứ 3, Trảm Thiết Kiếm Phong. Sau khi tìm hiểu thông tin cơ bản một chút, tôi không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh của sinh mệnh thể anh hùng. Chỉ riêng kỹ năng đã có 4 cái, một trong số đó là kỹ năng tự sáng tạo, ngay cả thần minh đang nhập khí cũng không thể đánh giá độ lĩnh ngộ. Mà Trảm Thiết Kiếm Phong có tư thái của nhân loại, thân hình gầy gò kết hợp với mái tóc tái nhợt, đặc điểm lớn nhất là hắn có 2 cánh tay. Lúc này Trảm Thiết Kiếm Phong cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, liền thỉnh cầu: "Thần linh vĩ đại, ta cần một thanh kiếm." Dù sao kiếm phong tộc vì chiến mà sinh, không có kiếm trong tay cũng giống như không có đạn trong súng. Tôi gật đầu, lúc này hao phí 50 thần lực còn sót lại của mình, mua cho hắn một thanh bạo phong đại kiếm. Trảm Thích Kiếm Phong sau khi nhận lấy kiếm, liền kích động vung vẩy 2 cái, nhất thời kích động lên kiếm phong mãnh liệt. Nhưng lúc này, Trảm Thích Kiếm Phong lại khẩn cầu: "Thần linh vĩ đại, ta cần 3 thanh vũ khí giống như vậy nữa, mới có thể bộc phát thực lực mạnh nhất của ta." Nghe xong, tôi nhất thời tê dại, thần lực nhà ngươi là gió lớn thổi tới sao? Nói muốn là muốn, bất quá cân nhắc đến ngày mai cùng Trương Cương đối chiến, Trảm Thích Kiếm Phong thực lực cường đại, đối với tôi mà nói là phi thường trọng yếu. Nhưng bây giờ với nhân duyên của tôi trong lớp, e rằng không ai muốn cho tôi mượn. Bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho Tần Sảng. Hồi tiểu học, tôi đã từng cứu cô ấy. Từ đó về sau Tần Sảng vẫn luôn chú ý đến tôi, và cô ấy cũng giúp tôi khi tôi bị bắt nạt. Nhưng thái độ kiêu ngạo của cô ấy, tôi không thích. Cùng lúc đó, Tần Sảng thấy tôi gọi điện thoại tới rất là kinh hỉ. Cậu đổi ý và đồng ý làm nô lệ của tôi rồi à? Nghe xong tôi không biết nói gì, không, tôi chỉ muốn mượn chút thần lực của cô. Tần Sảng cười lạnh nói, cậu tìm tôi mượn thần. Vậy để tôi hỏi lại, cậu lấy gì trả, dùng quyến tộc rác rưởi của cậu à? Tôi im lặng 3 giây, vậy cô có cho tôi mượn hay không? Tần Sảng hừ lạnh nói, mượn bao nhiêu, đưa tôi tài khoản. Cúp điện thoại, Tần Sảng hận không thể tát vào miệng mình 2 cái. Vì sao vừa rồi lại thốt ra nói móc, lúc này Tần Sảng thập phần áy náy. Sau khi tôi nhận được 150 thần lực, lúc này mua 3 thanh bạo phong đại kiếm, giao cho Trảm Thiết Kiếm Phong. Trong nháy mắt, Trảm Thiết Kiếm Phong tín ngưỡng đối với tôi trực tiếp đề cao một cấp, trở thành một tín đồ chân chính. Ngày hôm sau tôi được chuyển đến lớp học, mà Trương Bân cùng phụ thân hắn Trương Cương đã sớm chờ đợi từ lâu. Sau khi giáo viên xác định cả hai đã sẵn sàng, Trương Cương trực tiếp kích hoạt thẻ xâm nhập. Tôi thì bị cưỡng chế kéo vào trong thần vực của mình. Một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở thần vực của tôi, sau đó từ trong đó đi ra một chi lang kỵ binh quân đoàn. Lúc này Á Thần hóa thân của Trương Cương ở phía trên lang kỵ binh nhìn tôi. Hôm qua ngươi đã phá nát hạch tâm thần vực của con trai ta, hôm nay ta nhất định để ngươi nợ máu trả bằng máu. Sau đó Trương Cương đưa ra thần dụ, phá hủy hạch tâm thần vực của hắn cho ta. Lang kỵ binh tấn công. Giờ phút này thần tính tôi đang lơ lửng giữa không trung, nhìn đàn lang kỵ binh nhanh chóng vọt tới. Sau đó tôi vẫy tay ra hiệu cho châu chấu tấn công. Trong nháy mắt 6,8 triệu châu chấu nổi lên, trong đó còn cất giấu 550.000 con châu chấu bạo tương. Lúc này có một lão sư vây xem thán phục nói, gần 7 triệu sinh mệnh tinh anh châu chấu, hôm qua chỉ có hơn 20.000 phải không? Một ngày đào tạo ra gần 7 triệu con, tốc độ sinh sản này thật khủng khiếp. Cho dù là sinh mệnh tinh anh rác rưởi nhất, số lượng chồng chất lên cũng tuyệt đối là một cỗ lực lượng không nhỏ. Đáng tiếc, học sinh này không có đủ thời gian để phát triển. hiện tại hắn căn bản không chịu nổi lang kỵ binh xung phong. Quả nhiên trong nháy mắt, quân đoàn lang kỵ binh cùng châu chấu đại quân chạm vào, nhưng liền sinh ra tình huống chiến đấu nghiêng về một phía. Tự bạo châu chấu mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng uy lực tự bạo thật sự là quá yếu, còn lang kỵ binh mặc áo giáp hoàn mỹ, phòng ngự tuyệt đối, châu chấu tự bạo bình thường, căn bản không thể xuyên thủng phòng ngự trên người bọn chúng. Trong khoảnh khắc, 1.000.000 con châu chấu tự bạo hy sinh vô ích, chỉ đổi lấy vài tên lang kỵ binh bị thương nhẹ. Ngay khi mọi người nghĩ tôi sẽ thất bại, con châu chấu đang trốn trong bầy châu chấu kia bắt đầu gây ra sự bùng nổ của dung nham, không chỉ nổ mạnh, nó có thể bắn ra một lượng lớn nham thạch gây ra sát thương. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, 1.000 lang kỵ binh bị châu chấu bạo tương công kích thương vong thảm trọng, mà một màn này quả thực cũng đem ánh mắt thầy trò đang xem cuộc chiến kinh hãi không thôi. Tình huống gì thế này, vụ nổ đó còn mạnh hơn trước, loài châu chấu còn có thể bắn ra dung nham, rốt cuộc là loài gì, sức mạnh siêu phàm sao? Mà chủ nhiệm lớp Hứa Mai lại càng không nghĩ tới, tôi lại còn giấu một đòn sát thủ như vậy. Lúc này sắc mặt Trương Cương xanh mét, hắn tiếp tục hướng đội trưởng quân đoàn lang kỵ binh hạ lệnh, sử dụng sức mạnh siêu phàm. Đội trưởng lang kỵ binh nhận được thần dụ, lúc này điên cuồng gào lên một tiếng, giải phóng sức mạnh siêu phàm, hào quang băng giá. Trong nháy mắt, khí tức lạnh như băng khuếch tán ra chung quanh, nhiệt độ trong phạm vi của nó giảm mạnh, làm gián đoạn cuộc tấn công của châu chấu. Đồng thời một ít lang kỵ binh chưa chết, lại phát động công kích, thế cục lại một lần nữa đảo ngược. Lúc này đàn châu chấu của tôi chỉ còn lại chưa tới nửa triệu, đám châu chấu bên trong cũng tiêu hao hầu như không còn, nhưng lang kỵ binh của Trương Cương lại còn hơn 200 con. Khi ông ta đưa ra thần dụ để lang kỵ binh tấn công, rất nhanh lang kỵ binh liền đánh vào trung tâm thần vực, mà hạch tâm thần vực của tôi cũng đã gần trong gang tấc. Ngay khi mọi người nghĩ hạch tâm của tôi sắp bị phá vỡ, đột nhiên một tiếng thán phục truyền vào trong tai các vị quan chiến giả. Nhìn kìa, đứng trước hạch tâm thần vực của nhị tổng là cái gì? Chỉ thấy trước hạch tâm có một thân ảnh gầy gò đứng thẳng, mà đạo thân ảnh này có một đầu phiêu giật tự phát đong đưa theo gió và 4 cánh tay. Các giáo viên ở đây không ai có thể nhận ra bóng dáng kia, chỉ có Hứa Mai sau khi suy nghĩ một lát mới đưa ra đáp án, đó là Kiếm Phong tộc. Kiếm Phong tộc trời sinh chính là sinh mệnh thể siêu phàm, nhưng cái này của nhị tổng lại là anh hùng cấp sinh mệnh thể. Mà lúc này Trương Cương khiếp sợ, đồng thời cảm thấy ghen tị mãnh liệt. Ta đã chiến đấu hàng thập kỷ, bất quá cũng chỉ bồi dưỡng ra một gã anh hùng sinh mệnh thể, nhưng đứng trước mắt một học sinh cấp 3 lại có thể có được quyến tộc ưu tú như thế. Trương Cương mắt phiếm hồng, miệng lẩm bẩm nói, bắt nó lại, nhất định phải cướp đi sinh mệnh thể anh hùng này, chỉ cần đánh nát hạch tâm thần vực, sinh mệnh thể anh hùng Kiếm Phong tộc sẽ thuộc về ta. Tiếp theo, lang kỵ binh còn lại nghe theo chỉ huy của Trương Cương, từ nhiều phương hướng xông về phía hạch tâm thần vực. Mà đối mặt với lang kỵ binh từ 4 phương 8 hướng vọt tới, Trảm Thích Kiếm Phong ý chí chiến đấu dâng cao, 4 thanh bạo phong đại kiếm dưới ảnh hưởng của thiên phú kiếm phong của hắn, phát ra từng trận tiếng xé gió. Sau đó hắn sử dụng kỹ năng thứ 3, sơ cấp bạo phong trảm, trong nháy mắt Trảm Thiết Kiếm Phong đại kiếm cuồng vũ, khởi động không khí hóa thành một đạo lốc xoáy cao 10 mét, bảo vệ hạch tâm thần vực ở trung tâm. Bất cứ lang kỵ binh nào ở gần trung tâm, tất cả đều bị lốc xoáy kích động chém chúng, nhẹ thì bị thương, nặng thì bị giết ngay tại chỗ. Khi không còn lo phải bảo vệ hạch tâm, hắn liền bắt đầu bổ đao cho đám lang kỵ binh kia. Kỹ năng sơ cấp Toàn Phong Trảm phát động, dưới 4 thanh bạo phong đại kiếm cuồng vũ, Trảm Thiết Kiếm Phong giống như một cỗ máy xay thịt, dễ dàng chém giết hơn 10 lang kỵ binh. Kỹ năng thứ 2, sơ cấp Liệt Phong Trảm phát động, 4 đạo gió lớn bay ra, cho dù cách xa nhau 100 mét cũng đủ để chia lang kỵ binh thành 2 đoạn. Lúc này đội trưởng lang kỵ binh phát ra tiếng gầm phẫn nộ, ánh sáng đóng băng lại khởi động, lực lạnh như băng đóng băng 2 chân Trảm Thiết Kiếm Phong. Đội trưởng đội lang kỵ binh nắm lấy cơ hội chỉ huy đánh úp lại, nhưng lúc này Trảm Thiết Kiếm Phong lại bất vi sở động, chỉ thấy hắn giơ cao 4 thanh bạo phong đại kiếm, đem phong năng bảng bạc hội tụ, ngưng kết năng lượng thành một thanh cự kiếm phong dài 10 thước. Kỹ năng tự tạo Trảm Thiết Thức phát động, cự kiếm trong nháy mắt nện vào người đội trưởng lang kỵ binh, thần vực đại địa cũng theo đó chấn động 2 cái, mà máu thịt đội trưởng lang kỵ binh như mưa rơi đầy đất. Thầy trò quan chiến thấy thế không khỏi há to miệng, đội trưởng đội lang kỵ binh là siêu phàm thể, lại dễ dàng bị Trảm Thiết Kiếm Phong một chiêu Trảm Thiết Thức xoắn thành thịt vụn. Cùng lúc đó, sắc mặt Trương Cương xanh mét, ông ta không thể tin được, trong trận chiến với một học sinh trung học, thân là á thần kinh nghiệm xa trường lại thua học sinh. Tiếp theo Trương Cương thẹn quá hóa giận hô to, chết tiệt, tướng lang kỵ binh, hãy san bằng vùng đất này. Sau đó vô số lang kỵ binh trong cửa truyền tống đi ra, cầm đầu giống như Trảm Thiết Kiếm Phong, tướng lĩnh lang kỵ binh cùng là cấp anh hùng, mà ở phía sau tướng lĩnh lang kỵ binh còn dẫn theo 1.000.000 quân đoàn lang kỵ, trong đó có hơn 1.000 lang kỵ binh cấp bậc siêu phàm. Đây mới là thực lực chân chính của một vị á thần cường đại. Mà ngay tại lúc đám lang kỵ binh này hiện thân, một cỗ uy áp càng thêm bàng bạc phủ xuống thần vực của tôi. Người tới là hiệu trưởng trường học, một vị chân thần cường đại. Chỉ là một á thần, ngươi muốn phá vỡ thỏa thuận của mình? Hiệu trưởng chân thần uy nghiêm chất vấn. Trương Cương sợ hãi uy nghiêm của chân thần hiệu trưởng, nào dám hồ nháo nữa, vội vàng trả lời, không dám. Nói xong Trương Cương liền ra lệnh cho quyến tộc của mình hỏa tốc rời khỏi thần vực của tôi. Hiệu trưởng chân thần xuất hiện cũng khiến cho các thầy trò quan sát đều kinh ngạc, không ngờ trong cuộc tỉ thí này có thể nhìn thấy thần uy của hiệu trưởng. Hiệu trưởng ánh mắt dừng ở tôi bên trong thần vực, lại nhìn thoáng qua sinh mệnh thể anh hùng Trảm Thiết Kiếm Phong, một cái gật đầu hiếm hoi tán thưởng một tiếng, không tệ, sau đó liền tản ra thân hình biến mất không còn. Kết thúc cuộc tỉ thí, các thầy trò đều bị cưỡng chế rời khỏi hình thức quan sát, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi lần này đã thay đổi hoàn toàn. Có được châu chấu bạo tương, có thể làm cho tinh anh sinh mệnh thể lang kỵ binh tử thương thảm trọng, còn có được một sinh mệnh thể anh hùng thực lực cường hãn. Tôi rất mạnh mẽ, hôm nay ai còn dám khinh thường. Trưởng khoa Hứa Mai nhìn về phía tôi, càng nhìn càng thích. Thiếu niên này đến tột cùng còn có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ. Lúc này về đến nhà, tôi ăn bất cứ thứ gì, liền chui vào khoang thần minh, đổ bộ xem xét tình huống hiện tại của thần vực. Trải qua một hồi ác chiến, số lượng châu chấu tự bạo trong thần vực giảm mạnh. Trứng của châu chấu bình thường bị ảnh hưởng bởi chiến đấu 40% đã không còn khí tức, trong 60% còn lại chỉ có 2% thành công trong việc ấp nở trứng ấu trùng. Trải qua bồi dưỡng về sau trong thần vực, hiện nay tổng cộng có 10 ức con châu chấu bình thường, châu chấu tự bạo đã trở lại 1 triệu con, châu chấu bạo tương chỉ có 30.000, chỉ với chút sức mạnh đó, tôi thực sự không tự tin để đối phó với bài kiểm tra ngày mai. Lúc này Trảm Thiết Kiếm Phong cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, chủ động khẩn cầu: "Thần linh vĩ đại, bọn lang kỵ binh đang trốn trong mỏ, có nên tiêu diệt chúng không?" Lúc này tôi mới nhớ tới, lang kỵ binh cũng không hoàn toàn chết hết, hàng chục con đã trốn thoát. Quyến tộc Trương Cương ở lại thần vực của mình, cuối cùng sẽ là tai họa, phải diệt trừ càng sớm càng tốt, nhưng trực tiếp giết hết không khỏi có chút lãng phí. Vì thế tôi hướng Trảm Thiết Kiếm Phong truyền đạt thần dụ: "Ngươi đi bắt đám lang kỵ binh đó đi, để đảm bảo chúng còn sống, chúng còn có ích." Trảm Thiết Kiếm Phong nhận được thần dụ của tôi, lập tức triển khai hành động, không tới vài ngày, liền đem tất cả lang kỵ binh trói lại một chỗ giao cho tôi. Mắt thấy thời gian đã đến 23:40, một lần nữa, tôi lại dùng sinh mệnh hiến tế, đem hơn 1 tỷ châu chấu bình thường cùng với mấy chục đầu lang kỵ binh cùng hiến tế, hơn 10 đầu lang kỵ binh hóa thành hơn 10 đoàn sinh mệnh lực tràn đầy, hội nhập vào trong hiến tế pháp trận, tổng sinh mệnh lực của nó không thua gì sinh mệnh của 2 tỷ châu chấu. Trận hiến tế kết thúc, 3 lựa chọn xuất hiện trước mắt tôi. Lựa chọn 1, Alpha MECHA, sản phẩm máy móc sánh ngang với sinh mệnh thể siêu phàm. Lựa chọn 2, bản vẽ lò nung cấp 1, có thể xây dựng một lò nung khổng lồ, khả năng tạo ra trang bị tín ngưỡng cao cấp. Lựa chọn 3, ba tháp canh, cung cấp tầm nhìn dài hạn để ngăn chặn sự xâm lược của kẻ thù. Nhìn vào 3 lựa chọn, tôi không khỏi tự hỏi liệu vận may của mình đã hết hay chưa. Không có lựa chọn nào trong 3 lựa chọn phù hợp với mình. Alpha MECHA có thể so sánh với sinh mệnh siêu phàm. Nghe hay đấy, nhưng quyến tộc cốt lõi của tôi là châu chấu, không có trí tuệ thì làm sao khống chế cơ giáp. Bản vẽ lò nung cấp 1, có thể xây dựng lò nung khổng lồ để chế tạo trang bị, thích hợp cho việc xây dựng phụ trợ hậu cần rèn. Nó cũng không có tác dụng với tôi, bởi vì quyến tộc cốt lõi của tôi là châu chấu, trông cậy vào việc châu chấu đi rèn sao. Về phần tháp canh thì càng không cần thiết. Bây giờ thần vực của tôi tổng cộng 260 km vuông, chiều dài và chiều rộng chỉ có 14 km. Hơn nữa phần lớn là đồng bằng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đầu. Tầm nhìn tốt không nói gì, xây tháp canh chỉ là cởi quần đánh rắm. Nhưng nhắc đến rèn, tôi nhớ lại, bị tôi ném ở thần vực khu mỏ quặng đào mỏ, có 800 tên người lùn tù binh. Chuyện gì đã xảy ra với họ rồi? Tôi lại đem ý thức nhìn qua, và nhận ra rằng những người lùn này sống rất tốt. Chỉ có 800 người lùn, cư nhiên sinh sôi nảy nở đến 900 người, thậm chí còn tự giác khai thác khoáng sản, chế tạo thành đủ loại vũ khí bảo tồn lại, để cho vị thần này có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Người lùn có biết lý lẽ không? Tôi kinh ngạc đem ý thức đến trước mặt một vị lão giả người lùn. Ông ta nhìn thấy hình chiếu ý thức của tôi, nhất thời liền ý thức được trước mắt chính là thần linh. Lúc này di chuyển thân thể mập mạp hướng tôi quỳ lại. "Cảm ơn thần linh vì cuộc sống tốt đẹp mà ngài đã ban cho chúng con." Lúc này tôi càng thêm khó hiểu, tôi chỉ ra mệnh lệnh kể từ khi bắt được người lùn là để người lùn khai thác mỏ, và trong lòng tôi nghĩ những người lùn này chỉ là những sinh vật dự phòng để hiến tế, căn bản không có ưu đãi gì, chứ chưa nói đến cuộc sống tốt đẹp. Bằng sức mạnh của thần linh, tôi đọc được ký ức của lão già người lùn, cuối cùng cũng hiểu được lời nói của lão nhân người lùn. Thì ra lúc ở thần vực của Trương Bân, người lùn mặc dù là quyến tộc hạch tâm nhưng lại không được sống tốt. Trương Bân yêu cầu toàn dân đều là lính, mỗi người lùn sinh ra đều phải kiềm chế tình yêu của mình đối với việc chế tạo trang bị, bắt buộc huấn luyện quân sự hóa, khiến nhiều người lùn đã chết khi còn nhỏ. Mà sau khi bị tôi thu nhập vào thần vực, những người lùn này không cần phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt như quân đội nữa, có thể tùy theo tính cách mà làm chuyện mình thích, khai thác mỏ, chế tạo trang bị, đó là tình yêu của bọn họ. Mà khu mỏ còn nằm cạnh khu rừng, thức ăn của họ có thể dễ dàng tìm thấy, đủ để đảm bảo sự sống. Cái này so với thần vực Trương Bân, quả thực chính là thiên đường. Nhìn những người lùn đều có giác ngộ như vậy, trong lòng tôi sinh cảm ngộ, vì thế không chút do dự chọn bản vẽ lò nung. Sau đó tôi giao trọng trách xây lò nung cho người lùn. Vừa nghe thần linh giáng xuống thần dụ, cho bọn họ nơi rèn đúc tốt hơn, những người lùn đều kích động, tín đồ trở thành tín đồ thật, tín ngưỡng chi lực tăng lên một mảng lớn, tổng hợp lại là một khoản thu nhập không nhỏ. Sau đó tôi cười cười, thân hình biến mất ở trước mắt người lùn. Tiếp theo còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là điên cuồng đào tạo đội quân, đối phó với bài kiểm tra ngày mai. nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là bởi vì lúc trước tôi chống đối với Lưu Nhạc Thiên, ông ta cố tình mang giày cho tôi, người khác lần lượt vượt qua kỳ thi, đến lượt tôi kiểm tra thì khác, để trong thần vực của tôi, kẻ xâm lược ngoại tộc không phải là 1000, mà là 10.000, hơn nữa ngoại tộc xâm lấn là tộc Goblin đỏ, một thể sinh mệnh ưu tú. Trong thần vực nhìn thấy 1 vạn sinh mệnh thể tinh anh Goblin đỏ thông qua cửa truyền tống xông vào, tôi cảm thấy khó thở, đối với tôi, Goblin đỏ còn khó chơi hơn cả lang kỵ binh của Á thần Trương Cương. Bởi vì Goblin đỏ có một thuộc tính bẩm sinh, chống cháy. Bằng vào thuộc tính này, Goblin đỏ có thể chịu đựng nhiệt độ cao hơn. Hỏa thuộc tính công kích đối với chúng tạo thành thương tổn cũng sẽ giảm mạnh. Mà chỗ dựa của tôi là dung nham của châu chấu tự bạo tương. Lưu Nhạc Thiên trong hình thức quan chiến cười lạnh liên tục. Nhị tổng, trách thì trách ngươi cự tuyệt hảo ý của ta. 1 vạn Goblin đỏ đại quân đủ để đem thần vực của ngươi đánh xuyên qua. Có một số chủ nhiệm lớp giao hảo với Lưu Nhạc Thiên đã chúc mừng trước. Lưu lão sư, chúc mừng ngươi đại thù đã báo. Ai, giữa thầy trò ta nào có thù oán. Sau lần kiểm tra này, nhị tổng nhất định có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của chúng ta khi làm giáo viên. Lưu Nhạc Thiên giả mù sa mưa trả lời. Chủ nhiệm Hứa Mai không rảnh nhìn sắc mặt dối trá của Lưu Nhạc Thiên, ánh mắt vẫn dừng lại ở thần vực của tôi. Cô ấy mong tôi có thể mang lại cho cô ấy một phép màu nữa. Theo 1 vạn đại quân Goblin đỏ xâm lấn thần vực, đại chiến song phương hết sức căng thẳng. Theo thần dụ của tôi, 2,6 tỷ châu chấu bay lên, un kéo đến giống như một đám mây đen vô biên vô hạn, tấn công quân đoàn Goblin. Quân đoàn Goblin đỏ không cam lòng yếu thế trước sự tập kích của châu chấu, trên móng vuốt của chúng tụ lại từng quả cầu lửa bắn về phía châu chấu. Mỗi quả cầu lửa đều có thể đem mấy chục con châu chấu hóa thành tro bụi, mỗi giây đều có mấy trăm ngàn châu chấu bị tiêu diệt.